Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Anh Yêu. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một mẫu loa thương hiệu rất là nổi tiếng, hàng của TB nhé. Thương hiệu TB này thì ở trên thị trường có rất là nhiều đơn vị bán. Đây là hàng thương hiệu của Mỹ, ở nhà máy nó được đặt tại Trung Quốc nha các bác nhé. Đây là hàng chính hãng, có rất là nhiều bác lăn tăn về vấn đề hàng của Trung Quốc, nhưng chúng ta phải làm sao tìm hiểu cho nó thật là kỹ. Đối với hàng Trung Quốc thì cũng có rất là nhiều loại. Nếu các bác sử dụng những hàng chính hãng thì chất lượng rất là tốt. Đấy. Còn nếu như chúng ta sử dụng những cái hàng loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 thì chắc chắn những cái loại đấy thì nó là hàng nhái rồi. Đấy. Thì nó không thể bằng hàng chính hãng được. Hàng chính hãng và hàng nhái nó khác nhau nha mọi người nhé. Loại 1 cũng là hàng nhái, loại 2 cũng là hàng nhái. Đấy. Anh em nào chưa biết về những cái hãng loa TB này thì có thể truy cập vào trang web của hãng tbshow.com để mọi người tham khảo về model. Ở clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cũng như là quay chi tiết về 3 model loa này. Cách đây mấy tháng thì em có về một lô dòng bát 40, bát 30, bát 25 và bát 20. Nhưng lô lần trước thì bán hết rồi các bạn. Đợt này thì em về được có mấy đôi thôi. Số lượng thì không có nhiều. Những bác đã từng mua loa này của em rồi thì các bác sẽ biết được cái dòng này, cái chất âm nó rất là hay, cũng như cái tầm tiền rất là hợp lý để chúng ta đầu tư để chơi. Đầu tiên là model QS12N. Dòng này thì em thấy một loại trên thị trường nó là sử dụng bát neo, tiếp neo. Đấy, còn loại này thì cái bát này cũng chẳng biết có phải là bát neo không, nhưng mà nhìn bên ngoài toàn sắt là sắt thôi mọi người ạ. Đây. Bát rất là gấu các bạn, bát rất là gấu. Ở đây nó luôn cái tem nó dập chìm luôn vào đây này, TB này, vào đây là có mã seri, thấy ghi là 8 ohm 550W nha. Nhưng mà quả bát rất là gấu. Em nhìn cái bát này nó cũng rất là giống cái dòng bát gì nhỉ, bát gì của hàng thằng Mỹ nhỉ, quên mất rồi, cái toàn tiếng Anh, tiếng Anh đôi khi mình cũng hơi kém. Còn đối với tép của con này thì nó sử dụng tép của BMC, của hãng Italy. Tép này cũng rất là quen thuộc rồi. Dòng tép này rất là hay nha mọi người nhé. Cái vấn đề đôi khi tép to hay tép nhỏ nó cũng chỉ một phần thôi. Quan trọng là cái chất tép đấy nó có phải là hàng xịn hay không. Đấy. Khi chúng ta mua phải bát, cái tép, cái loa xịn thì tất cả những thứ bên trong của nó là đều là xịn, cái chất lượng nó rất là tốt. Nó liên quan đến cả cái phần từ trường các bạn. Có rất là nhiều những dòng tép ở trên thị trường như thế này, giống như thế này luôn. Hàng nhái rất là nhiều các bạn. Loại này tép sáng này, hay này. Có model thứ hai là model thứ hai thì có dòng 80 TK8012 và TK9012. Đối với dòng 8012 thì nó sử dụng họng tép này bằng titan. Đó. Nên cái tiếng tép nó đi rất là xa. Tiếng tép nghe rất là sáng. Ai còn cái củ tép thì nó sử dụng là củ tép của hãng Selection. Hãng Selection nhé mọi người nhé. Củ bát thì cũng như cái dòng này thôi. Củ bát thì cũng như cái dòng 9012 này nhé. Thì đây, bát nó đều như nhau, tép thì cũng đều như nhau, nó chỉ khác nhau về cái họng thôi. Đó. Đối với cái con này ấy, con này là con 9012 thì cái họng của nó ấy,
thì nó làm bằng bằng nhựa nhé mọi người nhé, nó làm bằng nhựa và cái họng này cũng tiếng rất là hay này, cái họng này nó hình như tròn như cái nón ấy. Đấy. Cái dòng tép này thì em đánh giá rất là cao, hay, phải thật sự là hay mọi người ạ. Có những dòng loa như của thằng Audio Center thì cũng có mấy model nó sử dụng cái hãng Sennheiser này. Nó chỉ thay duy nhất một cái tem mà thôi, nó thay cái tem của hãng. Ví dụ như là của TB thì cũng vậy, TB thì nó cũng thay cái tem của TB vào, chứ thực ra là cái hãng này của nó là hãng Sennheiser. Còn đối với dòng bass này, cái dòng bass này thì đây, con này là con 8012 nhé, con này là 9012. Nói về đời thì nó có vẻ là nó cao hơn, con 9012 thì nó to hơn, nó cao hơn đúng không? Nhưng mà thực tế ra ấy, thì nó như nhau cả. Nó chẳng khác nhau cái gì, nó chỉ khác nhau duy nhất về cái họng tép thôi mọi người ạ. Còn đối với bass nhá, bass thì cũng là đều như nhau cả, cũng là đều dòng côn 75 màng chống nước. Đây. Mọi người thấy chưa? Đó. Không có khác nhau cái gì cả nhé mọi người nhé. Còn đối với phân tần thì con này có vẻ khác đấy, khác về cả phân tần nữa nhá mọi người nhá. Phân tần thì con này nó sử dụng 3 trở kháng, sao có con kia chỉ có 1 trở kháng nhỉ? Đúng rồi, nhiều khi mình cũng không để ý cái khoản này lắm. Nó khác về phân tần nữa này mọi người. Con này thì nó có thêm 2 con trở kháng và thêm 1 con tụ. Thêm 2 trở kháng và 1 con tụ nhé mọi người nhé. Ở đây model của nó này, TK8012. Còn con kia TK9012. Về cái vấn đề phân tần thì cái này là do kỹ sư ở trong hãng người ta khi xuất xưởng, người ta cũng tính toán, người ta cũng đo đạc hết cả rồi, đáp ứng đủ giải tần, chất lượng âm thanh khi mà xuất xưởng cho ra thị trường. Đối với công suất thì như nhau, công suất con 8012 thì cũng là 450W một thùng, còn cái con 9012 cũng vậy, 450W nha mọi người nhé. Về cái thiết kế thùng thì như nhau, đều là thùng cân rất là đẹp. Đó. Có chân cắm như nhau hết nha mọi người. Ở cái mặt e-căng thì em đã bỏ ra để giặt sạch sẽ, rất là đẹp mọi người ạ. Đối với dòng loa TB này thì đúng là nó thiết kế từ những cái kiểu cách của thùng, những cái tem. Đấy, tem cũng vậy, cái tem dòng TB này rất là đẹp, em rất thích những cái dòng tem này ấy. Nhìn nó có một cái gì đấy nó rất là kiểu là xịn xò ấy. Thì em phải tháo và em kiểm tra từng cái một đối với tất cả những dòng loa, từ những dòng loa nhỏ đến loa to. Đấy, khi mà bán ra ngoài thị trường đến tay người tiêu dùng, đến tay các bác thì cũng đều là những cái đôi loa đã được kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Cái thứ nhất là kiểm tra xem làm sao, xem cái nhất là xem nó có bị lai bát, lai tép, đấy, nó có bị lai phân tần hay không, và bát nó đã bị làm lại hay chưa. Đấy, tép cũng vậy, cũng phải đều kiểm tra từng ni từng tí một. Đấy. Nhân tiện đây thì em cũng báo giá luôn cho toàn thể các bác được biết. Như những dòng này nhé, dòng 9012 và 8012 thì đối với con này ngày trước em bán là giá là 10.500.000, thì bây giờ cũng vậy thôi các bạn. Mặc dù bây giờ thì cái cước về nó cao hơn mất mấy trăm nghìn các bạn, nó cao hơn mất mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà em cũng không thể bán được cao lên nữa. Đấy, em vẫn bán giữ giá trong cái thời điểm dịch giã cũng rất là khó khăn như thế này. Thì các bác nào mà có đam mê cũng như là đã từng sử dụng mua hàng bên em có độ tin tưởng rồi thì các bác
có anh em bạn bè hay là người thân có nhu cầu, hãy giới thiệu cho em. Cái mức giá đối với những khách hàng đã từng mua hàng bên em rồi thì sẽ được ưu ái hơn một chút nhé, sẽ được ưu ái hơn một chút. Hiện tại hai cái model này thì giá đều như nhau mọi người ạ. Đây. Nhưng em thấy đáng lẽ ra cái con này nó đắt tiền hơn này, tại vì cái họng của nó họng này là đắt tiền hơn này các bác nhé, họng này đắt tiền hơn, nhưng mà em nhập giá thì nó bằng nhau thôi, nên em cũng chỉ bán bằng cái giá như là những cái con kia thôi, cũng không bán hơn làm gì cả. Còn nếu các bác lựa chọn nhé, thì giữa hai cái model này ấy, ví dụ như còn loa này thì các bác nên lựa chọn đôi này này. Tại vì sao? Tại vì cái đôi này thì chắc chắn là cái tép nó hay hơn. Cái tép nó hay hơn là tại vì sao? Là nó có cái sử dụng cái họng titan này nhá. Chứ còn cái củ tép thì nó cũng như nhau thôi nhá. Củ tép thì nó cũng đều là của Sedition cả. Nó giá trị hơn là nó ở cái họng tép nhá. Giá như nhau. Còn đối với đôi này thì thực sự là em nhập được cái mức giá cũng rất là rẻ các bạn. Nhận được cái mức giá rất là ok. Đây này, cái này nó toàn bộ nó bằng sắt này, chẳng biết là nó là neo hay là thường nữa, nhưng mà cái giá em bán cho các bác là 9.500.000 nhá, 9.500.000 giá bán tại cửa hàng. Tất cả những cái mặt hàng khi em đưa giá lên trên này rồi đều là cái giá chuẩn, tại vì trước giờ em báo giá công khai cũng như là cho các bác so sánh ở trên thị trường ở đâu cái mức giá tốt nhất thì mình có thể lựa chọn để mua. Con này thì công suất của nó là cũng 450 hay sao ấy. Con này cũng công suất 450W đó mọi người nhé. Có đầy đủ mã series đàng hoàng nhé. Anh em có thể tham khảo ở trên trang web của hãng tbsou.com. Con này thì bị về không biết nó quăng quật cái kiểu gì bị móm ở đấy này, cái này thì phải đây này phải tu sửa lại. Còn thùng, đối với dòng này thì thùng em rất thích, cái thùng của nó rất là đẹp. Ở dòng này thì đẹp đến 90%, hơn 90% nha mọi người nhé. Đây, con này của nó thì cũng là 450W nha mọi người nhé, cân nặng 22 cân, đầy đủ tem mã vạch series đầy đủ. Nói chung là tem mát thì cũng chỉ một phần thôi các bạn. Còn đây, còn cái thông số này nó ghi rất là chuẩn nhá. Nó cho cái hoạt động giải tần từ 58 hẹp cho đến 19k. Thì loa này ấy, cái giải bát nó đánh rất là mềm. Đấy, nời chung nó rất là tốt nhá. Độ nhạy thì dòng này rất là cao, 98 decibel cơ. Cái dòng này cũng vậy nhá. Đây, cái dòng 9012 này cũng vậy. Loa bãi ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều loại loa, nhiều lắm mọi người ạ. Thì khi các bác đam mê âm thanh, các bác muốn lựa chọn cho mình một đôi loa nào nó hay, chất lượng và cái giá tiền nó hợp lý, thì chúng ta hãy cân nhắc và tìm hiểu cho thật là kỹ rồi hãng lựa chọn để mua. Còn loa trên thị trường cũng nhiều mà. Và nhiều khi anh em gọi là thích những cái dòng hàng chính hãng, thương hiệu, nhất là thương hiệu của Mỹ. Và đặc biệt là những cái dòng TV này thì có rất là nhiều model. Nhưng mà model nào nó hay thì các bác phải cân nhắc nhé. Có cũng là dòng TV nhưng cũng có dòng thì model nó tiếng nó bình thường, nhưng có model thì tiếng nó hay. Đấy. Có một lô nữa. Một lô nữa là model là M12A. Cái loại đấy thì cũng là bass 30, nhưng mà cái công suất của nó nhỏ hơn, cái tiếng của nó bí hơn, nó không hay bằng cái dòng này. Mặc dù cái giá tiền này nó cũng bằng cái dòng này, nhưng mà em lại không nhập. Em chỉ lựa chọn những cái model nào nó chất lượng nhất và tiếng hay thì em nhập về để bán cho các bác. Cũng là cái dòng TB thôi, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa từng trải qua, chúng ta chưa từng nghe thì chúng ta không thể biết được. Và đôi khi mà người bán thì tất nhiên rồi, ai người ta cũng nói hay về cái sản phẩm của mình bán. Không ai là không nói hay về cái sản phẩm mình bán. Nếu người ta nói không hay thì chắc chắn là người ta sẽ không bán được hàng, đúng không ạ? Thế nên em nói ở đây là có nghĩa là so sánh giữa những cái model nào nó hay và nó chất lượng thì em sẽ lựa chọn
những sản phẩm chất lượng cũng như là tốt nhất để gửi đến tay người tiêu dùng, đến những bác đam mê về âm thanh. Khi mà mình mua cái đôi loa nó hay, nó ưng ý về chơi nó sướng. Thỉnh thoảng mở tiếng nhạc nhẽo nó nghe nó sướng. Ví dụ như đôi loa là nó cảm giác là nó không hay mà mình bỏ cái số tiền nó lớn ra mình mua, cũng như là mua phải những cái đôi loa nó loại 1, loại 2, mà trong khi đấy người bán người ta lại bảo là hàng này là hàng xịn, hàng chính hãng. Đấy, về đến khi mà tìm hiểu ra thì mới biết được nó bán cho mình là hàng gọi là loại 1 nửa vậy. Đôi khi gọi là vòng ra lượn vào nhìn đôi loa nó ngứa mắt, chỉ muốn quẳng ra. Có rất là nhiều những bác đã tâm sự với em là như thế. Đấy, em vậy thôi, nhiều khi ngày xưa đi buôn thì cũng mới buôn thì biết làm sao được. Kiểu gì cũng mua phải những cái đôi loa nó kém, cũng đôi loa nó hàng nhái. Nhưng ngày đấy thì mình mới bập bõm biết làm sao được. Cái việc gọi là mất tiền, đóng tiền gọi là ngu này không thể tránh được. Nhưng các bác bây giờ đi mua hàng thì nó hơn em ngày xưa rất là nhiều. Tại vì người bán ấy, người ta đa phần là người ta bán hàng mở, người ta quay ở trên kênh để cho mọi người xem, và người ta giới thiệu cũng rất là chi tiết. Nhưng mà không phải là ở đâu người ta cũng nói đúng nhé các bác nhé. Nên tìm hiểu kỹ rồi hãng quyết định xuống tiền. Clip này thì em xin được tóm tắt ngắn gọn tại đây. Từ nãy giờ cũng nói hơi dài dòng rồi, mong các bác thông cảm. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương, bác nào ở gần khu vực Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương thì có thể qua cửa hàng xem trực tiếp và nghe trực tiếp. Như đây thì em đang tháo ra nát thì em sẽ tháo và vệ sinh. Những cái chỗ nào nó bị sứt mẻ thì em sẽ phải sơn lại nhé các bác nhé. Hàng bãi thì chúng ta không thể tránh vấn đề khi mà vận chuyển về nó sứt mẻ, phải lau chùi, phải dọn dẹp đi. Nhưng quan trọng nhất, cái đôi loa nó chất lượng, nó hay thì vẫn là cái bát nó còn zin nhá. Cái bát còn zin, cái tép còn zin, nó không bị nai bát nai tép. Đấy. Và nó ít sử dụng, màng các thứ nó không bị gãy. Đấy, nhện nó không bị nhão. Đấy, nó rất là nhiều yếu tố để đúc kết lại được một cái đôi loa nó chất lượng. Rồi, xin chào toàn thể các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác vào những clip video sau.